Chồng ngủ rồi đúng không? Chồng ngủ chưa? Mời mở mở hộp nha anh em, mở rương nha, mở rương nha. Mở cái nào bây giờ? Hộp huyết nguyệt đúng không? Hộp này đúng không? 1260 đúng không? Từ từ từ. Gói đá quý huyết nguyệt. 10 hộp huyết nguyệt. Cái này là 9 cộng 1 là 10. Cái này là 10 biểu tượng 10 x điểm là một là nhiêu? 100 điểm hả? Đá quý. Ê cái này có phải ngon hơn này. Mình mua cho đáng đúng không? Chị Châu vậy là thấy mẹ hả? Châu ngủ rồi, Châu ngủ tiếp rồi. Mua nha. Từ á. Rồi ok. Hoàn tất rồi. What the fuck sao còn 1.700 vậy? 3.000. Ờ đúng rồi đúng rồi. Hết hồn mày. Thiệt chứ. Ok. Này là test. Đó là ID. Ờ này là gì? Ma tróc huyết nguyệt. Hàng hiệu hả? Hàng hiệu hả? What the fuck có luôn kia này luôn à? Có cả tróc huyết nguyệt hàng hiệu. Really? Ôi dồi con này ai mua trời, con này mắc tiền lắm luôn á. Bây giờ mở 10 hay mở 1? Mở chứ phải mở 10 à. Mở phải mở 10 đi cho nên ngon. Mở 1 xui lắm. Ở đây học huyết nguyệt nha anh em. Đây. Đây học huyết nguyệt, không biết trong này học này có cái gì. Nhưng mà trước khi mở thì mình sẽ lấy hên, đúng không? Nhìn sẽ cho những anh em mới vô chiêm ngưỡng phòng của con gái có cái gì. Đây là phòng con gái nha anh em. Đó, có bông rất nhiều đó mọi người, đúng không? Có bông nhiều lắm. Nhưng mà hồi nãy tôi với anh em mà coi từ đầu buổi stream tới giờ có thấy một cái thứ rất là dữ. Đó, đây là anh em thấy không? Đó, đúng em cái gì? Nghe tay tôi chỉ. Đội lên đầu cho may mắn thôi. Bậy với biến thái quá. Lúc kia biến thái quá. Giờ đụng cái lấy hên nha. Ờ mình mở hên nè. Mình không phải nứt mình nhưng mà mở hên đụng cái lấy hên. Đó. Lật. Đấy. Hên nè. Vô nè. Đụng lấy hên này nha. Mở nha. Chết rồi sao nó không ra. Rồi. Vâng. 10 hộp thì được 31. 1 trên 31. Hửi mới hên nè, thôi hửi biến thái lắm bà. Khẩu trang đen hả? Rồi thấy không, hay quá giờ là dữ không? 1 trên 31 có nghĩa là 10. 10 hộp chúng ta được 31. Tầm 30 cái đổ lên. Gì vậy mắt tư duy được chọn vậy kìa ấy. Đấy, Di Thiên Kiếm nè. Mặc dù là mấy này Châu có rồi. Victor kẻ sáng tạo. Dích bác học điên cùi. Lulu mùa đông kỳ diệu này, di sản Tristana phù thủy nè, Tristana biệt đội Omega, ra ông già chả đỏ đỏ không ta, KTT 1 di hin, Miss Fortune Waterloo, Ace hoang dã gì kỳ ấy, dắt giữ đền kỳ ấy, ấy sinh nhật ông mật, rồi cảm ơn anh em đã gửi tôi mấy chai nước. Catherine sứ giả TF này màu đỏ hả? Corky giả lập cắt liên tịch bởi bơi mau phải sang hồ mau phải hộ pháp không gian đồ Kata bảo cát rồi Orion hắc tinh chả 10 hộp cũng đồ ngon nhỉ chứ bọn Nidali Farah Vladimir Makar 2 Adriel giả lập ghê không? 2 Adriel giả lập luôn ghê không anh em? Mesa 2 ngày tiết rượu ta long lâm kiếm Riven quán quân đó. Quá dữ. Quá ghê. 2 đá quý thôi. Quá dữ. Quá hên. Tay đụng vào cái đấy quá hên. Mày 30 điều mình Celestine này 30 gì 30 em đang phút cao trào à. Rồi chỉ còn một cái thôi. 1080. What the fuck. Gì ghê hả? Sao khi nào cũng có rồi vậy? Thấy mày rồi quên mất. Nick này nhiều skin cho nên là mở ra cũng như không mà. Nhưng mà hình như chưa full.
khi nào cũng có rồi hết á. Có rồi trơn vậy? What the fuck? Cái gì cũng có rồi hết vậy sao chơi? Lâu. Đổi ba mảnh được A tróc hàng hiệu á. Ok ok ok. Đổi ba mảnh cùi nha. Master Yi đi. Đấy, Master Yi được chọn là cùi. Mình không có nhiều kinh nhưng mình vẫn biết A xe hoang dã cùi nè. Đấy, rõ ràng. Gì cùi nữa. Kata đi. Đấy, cùi đúng không? Rồi A tróc hàng hiệu. Garrett hiệp sĩ xây rượu hả? Cũng ngon. Ngon đấy. Cặn ma mặt trời nè. Nidalee Pharaon. Big Fortune Waterloo. Có A tróc hàng hiệu không? Tróc hàng hiệu. Hàng hiệu. Mystic Fat Boy cơ là cái con cùi bóc đúng không ta? Sao kỳ ra tiền đổi cái nào đó cùi hay còn cùi không sao, còn cùi vẫn còn cái cùi. Ban thầy ông Million nè, ta long long kiếm nè, zip bác học điên nè. Quất cùi, tôi biết cái này cùi. Wood Mafia toàn kim cùi lắm nè. Đổi hết luôn không? Hết luôn đi, kệ sao. Giờ đổi kim cùi trước. Đấy. Vladimir nè. Ekaterin nè. Victor nè. Đổi nha. No, quá dữ. Quá dữ. Đấy, mẹ thế. Đúng là đụng vô cái là hên à. Ngon. Bây giờ mình muốn cái skin A tróc huyết nguyệt hàng hiệu. Cái Latin công nghệ rồi. Hên á, bây giờ muốn ra A tróc hàng hiệu không? Bây giờ là mình không phải đền Châu ăn nếu mà lát nữa Châu vậy. Lát nữa Châu vậy là mình Châu biết là mình phải đền. Nhưng mà mình nếu mà mình mở ra A tróc hàng hiệu là không phải đền. Hồi nãy mình mới đụng vô hên rồi. Cái này không phải là mình lấy lý do để mình đụng cái này đâu, tại vì đụng cái này hên thiệt. Đụng cái khẩu trang này nè. Cái khẩu trang này nè, tại ở nhà Châu có một cái khẩu trang bự lắm. Tôi không biết sao nãy tôi qua tôi thấy nằm đây. Hôm nay đụng hên lắm, đụng mở cầu được ước thấy nè em không. Đụng cái nữa. Hả? Hên lắm. Đổi cái này đây, đổi cái này xui thì tính. Thấy không? Đổi cái này mà xui tính. Đổi gì đây? Hả? XKTT1 gì ra? Ủa Châu chưa có kim này à? Fuck. À đổi ba con xịn nè. Một Ezreal nè. Malphite nè. Hai Ezreal, một Malphite nè. Ba chim đỏ nha. Ba chấm đỏ nha. Đang đeo mà Châu dễ thấy mẹ luôn. Trời ơi, vây nè đồ lông bây giờ mới có hả? Yếu vậy. Xui rồi. Kathleen đi. Rồi. Đó. Kathleen nè. Kathleen AD ra support nè. Đấy. Xong mà thêm Chitana nữa, thiếu nhi nè. Đó. Một ông già với một ông già với là một con nhỏ gái trẻ với là một đứa con nít ấy ấy nhau. Để coi là cái gì vô này. Vậy trời mẹ xong rồi. Tôi quê đó. Từ từ anh em, bây giờ mình ghép một cái nữa, mua luôn lát đền Châu sao vậy. Ra là A tróc hàng hiệu. Casio cao quý vậy, mua luôn đi thiệt á.
Bạn nhận được một vật phẩm trong sách sao 100 điểm. Số lượng 10 là 300 RB. Ồ, 300 là vẫn còn 1.400 đúng không? Mua hở 10 rương coi. Hay à. Thấy mẹ rồi. Ủa, mua xong là bị vậy hả? What the fuck? Chết rồi. Yêu. Thấy mẹ rồi, bị dụ rồi. À, chua dứa à. Thấy mẹ. Ừ, ngon. 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 Ê, la nhỏ nhỏ hay châu vậy. Tiếp mày. Quá lời. Đấy, mày quá dữ. Quá ghê, hãy để bàn phím đây là hơn nè. Đó, giờ có ba này nữa. Tiếp. Rương cùi được. Đấy, quá ngon. Đó. Đấy. Đó, cái này có rồi mà. Vậy trời ơi, rết chi vậy trời. Ba con này là xịn nhất ghép ra à, trong hàng hiệu. Đụng cái lấy hơn này. Anh em không thấy được đâu không? Tôi để đây rồi, anh em sao thấy được tôi đụng vô tôi. Sao anh em biết được? À. Wow, quýt toán cướp hát ám. Ba cái cuối nè. Thôi cất gì chỗ cũ đi má. Ghê quá à. Sập luôn rồi mẹ đó.